trải nghiệm xe bus 2 tầng giữa lòng Sài Gòn, vừa về tới Việt Nam là được một chị fan mời vào uống cà phê ở Caravan, sau đó đi xuyến xe bus 2 tầng ở buổi chiều cho mát mẻ nha. Và lần đầu tiên mình được trải nghiệm cái dịch vụ này cũng rất là hay và rất là thú vị nha. Niềm vui của những cái đứa làm mạng cộng đồng như tôi đó là được các fan yêu quý. Cảm ơn chị đã cho em những cái trải nghiệm tốt ở Sài Gòn. Bây giờ mời các bạn cùng mình đi 45 phút tham quan những con đường chính của Sài Gòn. Sài Gòn bây giờ rất là nhiều nhà cao tầng luôn, phố xá vẫn tấp nập như ngày nào. Và Sài Gòn lúc lên đèn thật là tuyệt vời luôn mọi người. Lần đầu tiên mình được trải nghiệm từ trên cao mà đi xe bus 2 tầng nhìn xuống Sài Gòn. Người ta nói Sài Gòn không kẹt xe không phải là Sài Gòn đúng thật nha mọi người. Nếu có về thăm Việt Nam, mình nghĩ bạn đừng bỏ qua trải nghiệm này, nó sẽ cho bạn một kỷ niệm đẹp. Và đặc biệt là bạn nào thích săn ảnh thì sẽ có những tấm ảnh cực chiêu giữa lòng Sài Gòn đó nha.